file này em tải về em lưu cho anh luôn nha. Mai mốt ví dụ như anh có thêm máy hay anh đổi máy gì đó thì nếu mà anh chạy được thì anh cài. Mà không thì em anh có thể nhờ hỗ trợ bên em để em cài. Hỗ trợ cũng đi tới nhà cài giùm cho mình luôn ha. Cái này thì hiện tại bên em thì chưa có cái dịch vụ mà tới nhà cài cho anh, nhưng mà ví dụ như là trong tháng đầu tiên á thì em có thể hỗ trợ được. Qua tháng thứ hai anh gọi lên tổng đài đó, mấy bạn sẽ kết nối với mấy anh qua TeamView hoặc là hướng dẫn anh cài. Còn dịch vụ cài tặng nhà thì hiện tại bên em chưa có. Anh nha. Còn tiếng Việt của nó cũng hiện lên nhưng mà nó hiện lên bị lỗi phông. Nó không có hiện lên được cái dấu nữa. Chọn tiếng Anh cái gì mình dịch ra cũng được. Rồi cứ vô bước này rồi anh cứ nét tới thôi. Cứ nét 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 rồi tiếp tục. Ok rồi cho nó cài vô. Nó tự động hết. Rồi, ở đây nó ba cái lựa chọn này. Một là cái này là cổng USB này. Cái này là qua cái mạng LAN á, cắm cái đường truyền mạng á, còn này là qua wifi. Thì ở đây cái này mình cài qua USB trước thôi. Thì mình mới bấm nét thì nó chạy thôi. Khi nào mà nó hiện lên đây nó yêu cầu mình bật cái máy in lên á thì mình bắt đầu mình bật máy in ở dưới này nó sẽ có một cái nút nguồn ở chỗ em. Mình bật nút nguồn cho nó. Khi nào nó yêu cầu là mới bật. Dạ đúng rồi. Cài máy này luôn đúng không anh? Dạ. Dòng router này nó ưu điểm của nó là anh có thể in và in hai mặt được. Thứ hai nữa là anh in cái này nó không có đỡ bị nóng máy mà nó dừng nhịp. Còn ví dụ những dòng này anh thấy lúc này nó yêu cầu kết nối là mình bật cái này là cho nó có kết nối. Yeah. Chưa, không, nó tắt cái đèn wifi tại vì mình chưa vô wifi, nó có hiện chữ này.